nhưng mà lên lưng. Lướt đi. Vâng, xin chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của NVN Vlog. Bây giờ thì đang là 14 giờ chiều. Và như anh chị các bạn có thể thấy được là một cái, đây là những cái dây dây chậm đang được đơn vị chức năng kết nối vào tràn pháo hoa vậy ạ. Và dây sau khi kết nối xong, đây, dây kết nối xong đấy ạ. Dây kết nối xong sẽ bọc dưới bạc để chống ẩm ạ. Đây. Đấy là dừng rồi. Đấy biết cái lỗ. Thùng cuối kia riêng đơn. Các thùng pháo đang được đến cái giai đoạn là đấu nối. Còn có định vào nó chắc không giật đấy. Gì cháy ạ? Cầu kia mới hỏng hơn. Không phải giật chứ mà không cầu là nó đi dùng cái này. Nó dùng lắc lắc đẩy đi mà. Đúng không? Sao bác thế nào? Ba thùng không đến một thùng đúng không? Sáng nay tìm YouTube lên YouTube không tìm ra để xem thử. Hãy tìm theo ca theo tên. Có chứ. Ca không tên á. Ý là phải tìm theo tên á. Kênh NVN á, kênh của NVN á. NVN á. Ok. Đúng rồi. Đây có hàng hiệu này, xong hết rồi nè. Giờ chờ là nổ thôi. Đây này bá thùng này cây cỏ chúng ta ơi. Các anh chị các bạn đang xem trên kênh NVN Vlog và cái một gần cánh một dàn pháo hoa. Và bây giờ là đến cái công đoạn đấu nối dây cháy đấy. Đây một đồng chí đang đấu nối đấy. Đấy một đồng chí phụ trách kỹ thuật của bên quân đội đang đấu nối đấy. Kéo không sao? Sao theo kịch bản thôi. Nó kéo không sao? Tất cả đều theo kịch bản. Cháy chậm thiếu gì đâu. Đây đang đấu nối đấy. Cái này sao đây? Cái này là ba thùng liên tục xong thùng cuối cùng là đơn. Không, 1 2 3 hả? Ba thùng liên tục luôn hả? Còn em đi gác ai đi gác nữa? Rất chi tiết đấy. Chi tiết cho anh chị và các bạn xem mà cách đúng rồi đó. Mình nhà sáng là mình đăng mấy cái rồi. Chú qua cháu. Và đây là những dây cháy chậm đang được bảo quản chống ẩm để đảm bảo cho cái việc mà tối nay pháo nó sẽ không nổ đi một mạch. Tất cả phải được suôn sẻ trước khi châm ngòi để bước sang một năm mới với nhiều thuận lợi mới và thắng lợi mới. Rồi, dưới trời nắng nóng. Bây giờ thì đang rất là nắng nóng chị nhá. Rất là nắng nóng và các đồng chí bên quân sự đang rồi ok phụ đâu tôi vào châm trực tiếp được phụ làm gì nữa nhỉ đây là công đoạn nối ngòi cháy đấy ạ. Quay chi tiết chưa? Đây cứ đỡ cái này lên để bỏ ngược lại phải không? Đấy cái này đấy, chấm như chưa? Không được, không phải nó dài quá. Chỗ đây 3 thùng. Dài. Hiểu không? Đây này. Cái này là mình nối lại xong là chỉ có một đầu đúng không anh? Mình châm một đầu thôi hả? Là nó cứ thế là nó vòng nó cháy theo kịch bản đúng không? Đúng rồi. Có nơi thì nổ 2 thùng, 3 thùng liền. Có nơi thì nổ từng thùng tùy theo kịch bản á. À đúng rồi, cái này cái đấu nối này là có kịch bản hết. Trực tiếp và song song có hai cách. Câu. Không. Cái này dây phụ à? Có một đồng chí phụ trách đấu nối ngoài. Thôi, sao thêm một đồng chí nữa.
sai hả? Để nó tí nó xuống con bắn mẹ. Cái dây bạc là mình phải bó hết à? Phải bó từ đầu đến cuối hả? Băng hết. Băng hết à? Xong dùng bùng bạt chùm lại đúng không? Bạc chùm lại từng cái. Chùm hết lại. Chùm nói chung là chùm như vàng. Mục đích là mình chùm để chống xương. Xuống ẩm luôn. À, vì mình tới khuya mà đúng không? Tới cả buổi chiều luôn. Chiều tối là nó sẽ ảnh hưởng. Vâng, sau khi pháo mà đấu nối xong thì được che bằng các tấm. Vâng. Rất cẩn trọng từng chi tiết một ạ. Để triển khai một cái dàn pháo hoa thì anh chị và các bạn có thể thấy được là có rất nhiều công đoạn, và mỗi công đoạn thì rất chi tiết và rất cụ thể. Và mỗi công đoạn, sau một công đoạn thì có từng cái bộ phận kỹ thuật đi kiểm tra chặt chẽ riêng và từng chi tiết rất kỹ luôn. Anh chị có thấy được cái dây cháy chậm và đang được bọc chống ấm bằng các cái giấy bạc đấy ạ. Và một sợi dây cháy chậm nó được dàn ra và đến là cái việc đấu nối. Các dây đã được nối với nhau và hiện tại thì đang được nối xong thì sẽ được quấn lại cái quấn băng keo để cho nó giữ chắc lại. Xong đó thì được bọc giấy bạc để chống ẩm nhá. Cố gắng làm chậm, làm cẩn thận ra nhá. Đừng chủ quan. Cái việc mà làm triển khai thì đều được là đây theo sơ đồ bên cạnh luôn, các sơ đồ kịch bản là bên cạnh luôn. Cho nên cái đấy chắc mở ra chứ, làm dày thì lấy bạc thế hả? Ý là mở đôi ra chứ, cho to to đấy. Có được góc này đâu. À. Làm một nhùi như thế mà lại chưa chắc là đã kín. Ôi hời, đây. Rồi sẵn có rồi. Năm. Dân chúc của đôi nhiệt tình nhé. Mô hiệp, gớm thật chứ. Gớm mặt. Tiếp. Một phần dây cháy chậm được tách ra để đấu nối rẽ nhánh. Đây là một mối nối đấy ạ, một mối nối của cái ngoài cháy đấy. Anh chị có thể thấy được là đây. Nếu mình làm dài hơn nó không chắc. Cái đây 5 phần thì cho nó cũng 3 phần thôi. Hiện tại thì thời tiết ở ngoài khu Kon Tum rất là nắng và nóng. Các đồng chí bên lực lượng quân đội đang cố gắng triển khai khẩn trương rất là nhanh. Rất nhanh để sau đó thì sẽ được bảo quản bằng bạt để đảm bảo cho cái việc mà cháy nổ tốt nhất trong cái tối hôm nay. Đây. Vâng, bạn thấy phải từng công đoạn rất là chi tiết đấy nhỉ, rất chi tiết và cực kỳ thận trọng ở từng chi tiết nhỏ. Vâng, đây là những dàn pháo mà đã được đấu nối xong đấy ạ, đã được che đậy rất cẩn thận. Đây. No.
Và về những cái góc mà nhìn về phía thị trấn đó chị nhá, góc của từ chỗ dàn pháo hoa và rất là ở đây vị trí này rất là cao, thì chúng ta có thể đứng ở những cái nhà cao tầng anh chị, và chúng ta sẽ có nhìn được những cái pháo hoa kiểu như là pháo hoa tầm thấp nhá anh chị nhá. Đó, vâng, từ một cái góc Nam đang đứng đấy, và cũng có một YouTuber cũng đang thực hiện video clip này. Vâng, video clip của Nam thì xin kết thúc ở đây. Chúc anh chị và các bạn có một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, và chúng ta hãy nhớ là đón cái màn giao thừa tối hôm nay vào lúc 0 giờ, và chúc cho muôn nhà một năm mới ôn hoan hỷ, sức khỏe bền bỉ và happy new year. Và đừng quên like cũng như comment để cho biết ý kiến anh chị của các bạn ở bên dưới video, và đừng quên đăng ký để ủng hộ kênh NVN Vlog, kênh chia sẻ cuộc sống đời thường của Nam. Và xin hẹn lại anh chị các bạn ở những video của clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn nhé. Cái trời rất là nắng và các đồng chí chiến sĩ thì đang nhễ nhại mồ hôi, chuẩn bị kịp thời cho cái hoàn thành cái dàn pháo hoa đúng tiến độ và đảm bảo cho tối nay một đêm giao thừa thật nồng ấm và một cái thời khắc thiêng liêng. Và chúng ta hãy hướng về trung tâm công viên của huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum để xem màn bắn pháo hoa tầm thấp với khoảng 15 đến 20 phút và với 90 dàn. Xin hẹn gặp lại anh chị và bạn những video clip tiếp theo nhé. Bye bye.